Xin chào các bạn, buổi tối hôm nay mình lại trời mưa, mình lại có cái thau này, một cái vợt, bây giờ mình sẽ đi mình xoay cua các bạn ạ. Mình xoay cho một con cua này các bạn ơi, một con cua con này. Nó ở đây để mình bắt nhá. Nó chạy mất rồi, nhanh quá các bạn ạ. Đây con cua này mới là con cua to này các bạn ạ. Đen xì luôn. Ui giời, bơi nhanh thế. Wow. Ở dưới nước nó chạy nhanh lắm các bạn ạ. Để mình bắt nó nhá. Đây rồi. Ui, càng của nó này. Wow, nó cắp mình. Ây, cho cái thau này của mình. Ui, khả năng ở đây nhiều cua đấy các bạn ạ. Giờ mình sẽ đi mình soi, mình lấy cái vợt để mình xúc nhá các bạn nhá. Xem đây còn con gì không. Bắt con gì bắt con đấy các bạn ạ. Đây rồi. Mình thấy một con cua nó lẩn ở dưới này các bạn ạ. Để mình mò xúc xem. Đây rồi. Ui, một con cua bé lắm các bạn ơi. Bắt vào thau về mình nuôi các bạn ạ. Đấy, một con cua bé. Xem vào đồng đi, còn con cua to nào không. Ui, có con cá chạy. Ui, đây. Đây rồi các bạn ơi. Wow, đây lại một con cua to nữa này. Ở ruộng này, ui, nắm cua to thế các bạn ơi. Mình bắt nhá. Đây rồi, ui dồi ôi. Wow này các bạn ơi. Cua to lắm các bạn ạ. Buổi tối đi xoay thích thì cua nó dễ bắt lắm các bạn ơi. Được 3 con rồi. Đi tìm xem có con cá nào không nhá các bạn nhá. Con cá này các bạn ơi. Để mình lấy cái vợt mình xúc xem bắt được không. Mình thấy một con cá rô bé ơi. Nó chạy nhanh lắm các bạn. Chưa nhìn thấy vợt của mình nữa, nó đã chạy mất rồi. Rồi mình lại đi xuống dưới này xem có con cá nào không. Đây, con cá này. Cá đây. Con tôm này các bạn ơi. Bắt được con tôm các bạn ạ. Ôi, một con tôm. Thôi thả đi. Ui, bẩn hết cái thau cua của mình rồi. Mình đi tìm con khác nhá. Mình đi xuống dưới này tìm xem nào. Ui, nhiều cá thế này các bạn ơi. Rất nhiều cá rô phi con này, có sao các bạn ạ. Để mình lấy cái vợt mình xúc xem bắt được không. Nó bơi nhanh lắm. Nó động các bạn. Nó bơi nhanh lắm. Ui, không thể xúc được. Xem nào. Wow. Ôi, cua các bạn ơi. Thấy một con cua to đây rồi, đây này. Wow, nó lại bò di chuyển lên đây này. Đấy các bạn thấy không? Mình đánh động cái là hắn nó sợ. Con cua nó bò đi đấy. Ui giời, nhanh thế các bạn ơi. Đây này. Để mình bê tay bắt con cua này. Ui giời, càng nó rơi nó cắp mình. To lắm các bạn ạ. 4 con rồi. Tiếp xem đi vào đây xem tìm con ăn. Có con ếch nào không? Có con tôm, để mình lấy cái vật mình xúc. Xem xúc bắt được không? Không bắt được rồi các bạn ạ. Ở đây có con cá này các bạn ơi. Con cá to chưa? Nó nằm đục nước đây này. Các bạn có nhìn thấy không? Một con cá rô. Nó nằm ở bờ đấy các bạn ơi, to thế. Để mình lấy cái vật mình xúc nó nhá. Wow. Kìa. Wow, nó sấm đây các bạn ơi. Để mình bắt thôi. Đây rồi, mình bắt được rồi. Ui, cá rô to thế các bạn ơi. Cá rô mắc cạn. Ui, làm rơi rồi. Đây rồi. Đây các bạn có thấy không? Mình vẫn bắt được các bạn. Dễ bắt cực ở nước cạn. Sao được có cả cá rô ở đây nhỉ? Nó hình như mưa nó lách lên ruộng hay sao các bạn ơi. Ui, một con rô to lắm các bạn ơi. Mấy con cua cũng to các bạn ạ. Cái vật của mình đâu rồi? Đây rồi. Mình đi mình tìm xem. Còn con cá rô được không? Ui, đây có một con cua con. Ấy, một con cua con này các bạn ơi. Ẩn dưới nhìn thấy mình là cua chạy đấy các bạn ạ. Rồi. Nhiều lắm các bạn ạ. Ra cái chỗ đám cỏ này là khả năng là có cua đấy các bạn ạ. Đâu rồi? Ui lại đây rồi. Cua càng luôn các bạn ạ. Ui, hai con này. Ui, hai con liền các bạn ơi. Hai con cua càng liền. Khả năng một đôi đang đi kiếm ăn ấy các bạn. Rủ nhau đi kiếm ăn này. Để mình bắt nhá. Ui. Mình đậu đi, mình bắt là chạy mất rồi. Mình bắt được rồi. Chạy đi đâu được các bạn ơi. Ui. Ai, cắp mình. Đây rồi, bắt cua cẩn thận hay bị cắp đấy các bạn. To lắm các bạn ơi. Ui dồi ôi các bạn ơi, 4-5 con cua to lắm. Đây nữa này. Ý, các bạn có thấy không? Mình bắt con cua này nữa để về cho vào thau của mình nhá. Wow, cho vào đây cho cùng một đàn các bạn. Ui, cá rô to thế, mình để lấy tí nước cho cá rô sống. Rồi. Làm sao cua rồi các bạn ạ. Toàn cua to thôi.
đi tìm xem ở ngoài này xem còn con gì không. Wow, đi ra đây xem có ếch không các bạn ơi. Buổi tối khả năng là có ếch đấy. À, cua đây rồi, đây rồi, đây rồi. Một con cua con. Ôi, chạy mất rồi. Chạy mất rồi các bạn ạ. Lắm tôm lắm. Lắm tôm lắm các bạn ơi. Xem có con gì nữa không. Cua rồi các bạn ơi, đây rồi. Đấy, để mình bắt nó con cua này nhá. Nhìn thấy mình là lẩn à các bạn. Rồi, cho vào thau của mình, cứ thau đâu, cho vào cái vợt của mình đi. Cho vào cái vợt của mình. Mình đang đi cách xa cái thau của mình quá các bạn. Tìm tiếp thôi, ui trời mưa rồi các bạn ơi. Ui lại đây nữa này các bạn ơi. Một con cua to chưa. Ui giời, ui cua to thế các bạn ạ. To khủng khiếp luôn. Thích lắm các bạn ơi, để mình bắt nhá. Wow wow. Đây rồi, đây rồi. Ui giời ơi, cua to này thích lắm. Wow, nó định cắp mình các bạn. Nhưng không không cắp ở đâu. Sợ quá. Cho vào cái thau của mình. Cùng với cả cá rô cua này. Toàn cua to thôi các bạn ạ. Thích thật các bạn ơi. Đi soi ban đêm đấy. Đây có một con cua nữa. Ui, mình bắt được để vào trong cái rổ. Wow, đây nữa lại một con cua càng nữa này các bạn ạ. To lắm. Để mình lấy cái vợt mình hớt ra xem nào. Xem nào. Ui giời ơi. Đây rồi, nằm ở trong vợt của mình rồi. Không bơi được các bạn. Nước cạn như này mình lấy vợt mình xúc cái này. Được ngay. Wow, kinh nghiệm cái càng của nó này, to chưa. Tán cua càng to đây các bạn. Ui, con cá rô này của mình nữa này. Rất to luôn. Xem còn con gì nữa không. Wow. Ui một con. Đây 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 đây. Đấy. Ui con tôm này. Các bạn ơi. Con tôm to lắm. Mình xúc con tôm này nhá. Ui. Ui mình chộp đi. Chộp đi rồi. Khả năng là nằm ở dưới đây rồi. Tìm xem nào. Ui con tôm. Càng. Bơi đâu mất rồi. Wow. Ui không được rồi. Ôi mất con tôm càng to quá các bạn. Tôm càng to quá. Nó bơi mất rồi. Đây 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 đây. Điều ơi. Đây rồi các bạn ơi. Ui khả năng nó chạy mất ra kia rồi sao ấy. Xem nào. Tiếp xúc được không. Wow. Đây rồi. To lắm các bạn ơi. Tôm càng luôn. To thật các bạn. Ui cả cá này cả tôm này. Rồi mình đi đi. Đi soi tiếp nhá các bạn ạ. Lấy cái vật của mình đã. Xem có gì nữa không. Tôm này. Đây dưới này cũng có tôm nữa các bạn. Wow. Wow, xúc được rồi. Mình bắt được rồi các bạn ơi. Đây để đi ra đây vào cái chỗ thau của mình. Mình rửa sạch cái bùn đi. Mình thấy tôm các bạn. Đây này. Con tôm này các bạn ơi cũng to lắm các bạn ạ. Ui con tôm càng to chưa. Cho vào thau của mình nhá. Với buổi đêm đi xoay hay. Thú vị thật các bạn. Gặp tôm, cua, cá nữa. Các bạn ơi, đây là thành quả buổi xoay đêm của mình này. Buổi xoay buổi tối đấy các bạn. Mình xoay được một con cá rô này. Cho vào thau này của mình. To lắm các bạn. Toàn cua to hơn một con tôm nữa này. Hai con tôm các bạn. Hai con cua rồi, xem được mấy con cua này. Ba cua. Đây nữa, ui xời. Con cua này mới là con cua to này các bạn. Bốn cua các bạn. Tiếp xem. 5 cua một cá này. Đây nữa. Ui giời, 6 cua. Toàn cua to đây các bạn ạ. 7 con. Ồ. 8 con. Đây một con tôm càng nữa. Con tôm càng để cho về nuôi. 9 cua rồi các bạn. Đây nè. 10 cua này. Ui đây, 10 con cua bé quá. 11 con. Wow, 12 các bạn. 13. Ui, 14 con cua với một ao tôm các bạn, một con cá, con tôm bơi này. Đây này, thành quả buổi tối của mình này các bạn ơi. Thích không? Đấy, mình sẽ nuôi ở đây các bạn. Thôi mình xin chào các bạn nhá.